Mẹ bữa nay nấu canh chua ha, nấu canh chua cho con với con dâu ăn nè. À, con hả? Đó giờ chiều qua đây chưa ăn cá lóc à? Hình như có. Nè. Tình ốm á, rồi qua đây còn sống là ốm còn xương. Đâu biết là ông chú Hùng ở trong hẻm, ông nói đi bảo lãnh qua đây nó không có xét, không biết ngày đêm rồi qua gì nữa. Chỉ đi du lịch nó mới xét. Chúc Chúc có phụ mẹ làm bếp bên Việt Nam không? Hả? Ừ, có không? Không có rồi quá. Lúc trước anh không ra ngoài là phải tự nấu, tự ăn á. Để bàn ánh sáng tràn đầy muôn đời Chúa mãi thương ta. Ôi Chúa trên trời đã nên quân người dương ta mọi người. Con Chúa sinh ra xa thân khó khăn chẳng Ngài đã vơ vơ. Mở thun dày chặt chặt ở trong á. Con thích ăn khóm, canh chua khóm không thịt. Thảo cái áo lạnh hồi tối anh bỏ trong cái tủ quần áo trong kia kìa. Cái áo đó chị dâu mua cho em đó. Ở tủ đằng kia. Cái áo đỏ hồi tối đó. Bữa nay là ngày 24 tây tháng 12 năm 1999. Cũng là ngày Giáng sinh của năm 1999 và ngày thứ hai sau khi mẹ và em đã đến Canada. Bây giờ gia đình chuẩn bị đi ra ngoài và đi vòng thành phố để tham quan và đi ra ngoài siêu thị. Bây giờ để vô coi mẹ và em là sao và cảm thấy thế nào sau khi hai ngày ở Canada. Ngôi hai sinh ra đổi mới nhân trần. Đây là phòng của mẹ dành Thảo. Nguyện xin Chúa ban khắp nơi. Chú đem thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài. Chú có cảm nghĩ gì sau hai ngày ở Canada với anh ba? Đâu cần nói tiếng Anh, ai bắt nói tiếng Anh nói tiếng Việt đi. Đây mẹ đây, chuẩn bị sửa soạn ra ngoài luôn. Bữa nay dẫn mẹ về đi tham quan thành phố.
Bên này là bàn phấn của mẹ. Mùa Giáng sinh xưa, anh hẹn anh sẽ về. Đây là giường ngủ của mẹ. Ngày đó Noel, đêm hội sao chẳng thế. Anh có nhớ không? Đây là bàn học của anh Thảo. Em mặc màu áo xanh lam, xanh như liễu Đà Lạt. Một chiều đông sáng. Chờ mẹ với em ra đi nè. Một đêm giá lạnh, dập trời hào quang thiên thần. Và nơi hang bên em, Thiên Chúa sinh trên mảng cỏ, là con Chúa trời. Ngày giờ đang ra khỏi nhà. Đi thang máy xuống lầu. Ấn Độ, Mỹ Đen và đủ thứ. Cái building này Ấn Độ nhiều lắm. Thập cầm. Ok. Đây là trường học của tôn giáo. Là cái trường tôn giáo đó. Slowly.